Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style nào của phong cách. Các bạn thân mến, khi phụ nữ chạm ngưỡng tuổi 25 thì sẽ gặp rất nhiều những vấn đề. Đó là làn da của chúng ta thì lão hóa, những nhóm cơ thì bắt đầu chảy xệ và thay đổi nội tiết tố trong người. Chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này với hai vị chuyên gia của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu có mặt trong buổi trò chuyện ngày hôm nay chị Tú Trinh ạ, là CEO của Family and Life và biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh. Đầu tiên đó là quay trở lại với chủ đề của chúng ta, đó là phụ nữ chạm ngưỡng tuổi 25 rồi thì sẽ gặp rất nhiều những vấn đề, làn da thì lão hóa, xong rồi cơ chảy xệ. Cái chuyện cơ chảy xệ là từ do đâu ạ? Hormone thay đổi, nội tiết tố thay đổi, kích thích những cái collagen của mình nó không còn được tốt giống như cái tuổi trẻ nữa thì sẽ bị chảy xệ cơ nếu như mà mình không có sự chăm sóc tốt. Thực ra ngày nào nó cũng sẽ có sự sản sinh và đào thải tế bào của trên cơ thể. Và khi chúng ta còn trẻ thì sự đào thải nó ít hơn sự gọi là tái sinh, tái tạo lại, đúng không? Và đến khi mà qua ngưỡng tuổi 25 thì giống như là các cái tế bào của cơ thể chúng ta sẽ mất dần đi. Và cái độ sinh sản nó không mạnh được như là hồi trẻ. Nhất là về da, về cơ thì bạn sẽ nhìn thấy là nếu mình không tập luyện hoặc là mình không tìm ra nhiều cách chăm sóc thì giống như là một cái đồ vật mới, xong càng ngày càng cũ đi thì cái vẻ bề ngoài của nó sẽ không còn được như lúc mới nữa. Và cách khắc phục của nó thì sao ạ? Nói đúng ra thì theo bài thì chúng ta phải tập thể dục, chúng ta phải có những cái hoạt động về gọi là giữ gìn sức khỏe, ăn uống thế nào, chế độ ăn của chúng ta, chế độ cung cấp vitamin cho cơ thể như thế nào. Nói rất là đơn giản nhưng mà để chúng ta làm thì khó, bởi vì bạn thử tính mà xem một ngày nhá, đi làm công việc bận, mình không có thời gian để mình chuẩn bị cái món ăn dinh dưỡng mà mình mong muốn, hoặc là một ngày chúng ta phải uống đến bao nhiêu lít nước, đúng không? Thì riêng cái khoản ăn uống đấy chúng ta không đủ thời gian thì nó cũng đã chưa mang lại cho mình một cái cơ thể hoàn hảo. Thường thường thì chị Tú Trinh sẽ dành cho mình một cái chế độ như thế nào để chống lại những cái việc mà lão hóa của cơ thể? Sáng ngủ dậy, theo như kinh nghiệm bản thân em ấy, thì em ngồi thiền. Sau đó thì em lại bắt đầu là uống một ly nước. Em ăn sáng thì ăn nhẹ thôi, lát bánh mì đó, rồi salad, rau, nó tốt cho sức khỏe với da của mình. Ăn thì phải là đúng giờ, và một ngày mình cũng phải dành ra cho mình khoảng 30 phút để mình đi bộ hoặc là tập một môn thể thao nào đó. Em luôn luôn là dành thời gian để đi bộ, ví dụ như là ở trong office đó, đi làm thì em đi bộ và em tính được số bước của mình. Đúng rồi, bây giờ có rất là nhiều loại đồng hồ đếm bước. Dạ, rồi. Đúng rồi. Một tuần thì em 2 lần em sử dụng những cái liệu pháp, ví dụ như là nâng cơ hoặc là em giảm mỡ bụng. Đấy, thật sự là một người rất là lý tưởng. Còn nhiều người như bọn tôi lười là một phần. Và thứ hai là khi mà bạn bận thì bạn sẽ cho qua với bản thân, ai cũng có thời gian son rỗi, nhất là lúc trẻ. Lúc đấy thì cơ thể của mình rất là khỏe mạnh, da của mình lúc nào cũng căng bóng, đúng không? Chúng ta thậm chí không cần làm những điều mà chúng ta vừa nêu ra như kiểu ăn uống đầy đủ rồi đúng giờ thì da nó đã đẹp rồi. Nhưng mà công nhận là khi mà trên 25-30 tuổi, cái ngưỡng tuổi trở ra thì trong một ngày bận rộn mình không dành ra được từng nào thời gian. Ở ví dụ sáng mình có chút thiền này, mình ăn uống thế nào này, tối trước khi ngủ mình cũng phải chăm sóc da mặt, rửa sạch mặt này, rồi dùng những cái để tẩy sâu lỗ chân lông của da vân vân. Cái da của mình nhìn thấy sự lão hóa rất là nhanh. Thực ra em thấy thì tất cả những cái điều đó thì cần có thời gian và cần lên một cái lịch trình rất là quy củ. Đúng rồi. Và ở cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì không có nhiều người có thời gian để làm những việc như vậy, nhưng mà họ vẫn muốn có thể dùng một cái cách nào đó có thể can thiệp bằng khoa học đi để níu giữ lại cái tuổi thanh xuân mà không bị tránh cái tình trạng lão hóa đến quá nhanh, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào ạ? Cái thời điểm mà em có số ký cao nhất là khoảng 80 ký. Chị đã từng 80 ký ạ. Dạ. Bắt đầu là em làm những cái phương pháp, ví dụ như là ăn theo chế độ của DES á, không biết anh chị ở đây có biết DES không, thì là hoàn toàn là không ăn tinh bột. Thì không ăn tinh bột nhưng mà người mình rất là mệt. Và theo khoa học thì cái điều đó nó không tốt. Không tốt. Bắt đầu là em lại phải thay đổi chế độ, em nghiên cứu ví dụ như là nịt bụng, rồi làm mọi cái, rồi tập gym, rồi nhưng mà nó không xuống bao nhiêu cả. Bởi vì là mình chưa có một cái chế độ khoa học. Em được một sự giới thiệu của một người bạn về cái Tahiti, thì nó dựa trên cái huyệt đạo của mình, là mở những cái huyệt đó ra, xong bắt đầu là mình chạy cái công nghệ đó, rồi bắt đầu là mỡ nó sẽ đào thải ra.
đào thải ra đường tiết niệu, đường tiểu là đó, thì bắt đầu mình nhìn thấy rõ. Một tuần em làm như vậy 2 lần, mà một lần cũng mất khoảng 45 phút, cơ thể mình săn chắc. Nhiều người cứ nghĩ rằng là em tập gym bây giờ được cơ thể như ngày hôm nay á, là em xuống được 30 cân rồi. 30 cân. Dạ. Xem hình ảnh ngày trước của bạn thì đúng là cũng không thể nhận ra được. Bởi vì thực ra là khi nói một người mà giảm tới 30 cân thì chưa cần biết như nào, mà Huyền Quỳnh đã tự cảm thấy là đó là một sự nỗ lực rất là lớn. Cái quá trình đó có khó khăn nhiều không ạ? Nói chung là cái gì cũng có khó khăn hết. Chủ yếu là mình có vượt qua được nó hay không thôi. Tổng cộng thời gian mất khoảng 3 năm. 3 năm. Nếu mà tôi có thời gian giống như bạn để giảm cân giống như bạn thì chắc chắn là trong 1 năm đầu là tôi sẽ phải tập làm quen với tất cả những thứ liệu trình mà tôi định làm. Đấy là cái thời gian khó khăn nhất nhỉ. Ví dụ mình theo low carb giảm tinh bột thì mình sẽ phải tập dần. Bởi vì mình không sẽ không bị mệt khi mà mình dùng đúng cách là mình giảm dần, chứ không phải là ngày hôm nay bạn ăn 10 phần, ngày hôm sau bạn ăn 0 phần là không đúng, bạn phải xuống 5, 4, 3 rồi đến về sau với hạn xuống mức thấp nhất. Đấy nghĩa là mình phải cho cơ thể mình 1 năm để làm quen với điều đó. Tiếp đến là chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp mới, ví dụ như là Tahiti vừa rồi đúng không ạ? Một chiếc máy thần kỳ mà nó có rất là nhiều các loại đầu này, sóng âm này, các loại công nghệ để chúng ta tùy theo vùng cơ thể để chúng ta áp dụng. Phần bụng có hiệu quả không? Phần bụng thì thực ra là nếu mà theo như đúng liệu trình á, là 10 lần thì chắc chắn là xuống được khoảng 7 cm. Bây giờ trên thị trường có rất là nhiều những cái loại máy nâng cơ và chúng ta cũng không thể phủ định độ hiệu quả của nó. Và tại sao chị lại lựa chọn Tahiti? Thực ra là Tahiti á, thì là mang đến cái sức khỏe nhiều hơn. Kích thích được những cái hormone mà mình gọi là hormone tốt, giảm stress. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, là cơ thể của mình sức đề kháng kém. Thì khi đi Tahiti nó có một cái độ nóng. Cái độ nóng đó nó sẽ làm cho cái nhiệt độ cơ thể của mình, một là nếu như là nhiệt độ thấp quá thì sẽ được tăng lên, cao quá thì sẽ được giảm xuống, và duy trì với cái nhiệt độ cơ thể từ 36 đến 37 độ C. Và cái chuyện mà ung thư là ngăn ngừa được. Là đã có trong người rồi, đã có những mầm mống, những tế bào ung thư, nhưng mà mình không biết. Thì khi mà nhiệt độ thấp hoặc cao quá thì dễ bị bệnh. Thì Tahiti là cái điều mà mình nghiên cứu và mình thấy rằng là nó rất là tốt. Còn để mà nói rằng là đẹp thì rất là nhiều công nghệ hiện đại ở hiện tại đây đều đẹp và có sự hiệu quả ngay sau lần đầu. Nhưng mà cái Tahiti thì ngoài những cái mà sau lần đầu sử dụng thấy sự hiệu quả rõ rệt và mang lại cho cộng đồng, mang lại cho những người sử dụng rằng là nó có một sức khỏe tốt. Vấn đề là ở đó phải không ạ? Đúng. Đây là câu chuyện hai chiều. Đẹp là một phần và mang lại sức khỏe cho cơ thể là một phần thứ hai. Đấy là lý do vì sao từ trước giờ luôn luôn đắm đuối theo đuổi công nghệ Tahiti. Thực ra thì phải cần một sự kiên trì về nó nữa. Và nó làm cho em cảm thấy rằng là khi em đến với nó thì em có một tinh thần rất là tốt. Ví dụ em đang stress quá mà em chạy máy, ví dụ em chạy công nghệ của Tahiti, cái là em giảm được cái stress đi. Chúng ta phải nhìn thấy nó ở nhiều khía cạnh khác nhau. Về đầu tiên là về khía cạnh làm đẹp thì nó sẽ giúp nâng cơ, đào thải mỡ thừa, các chất độc tố trong cơ thể. Dạ. Đó là cái thứ đầu tiên mình có thể nhìn thấy, bởi vì nó là dùng tần sóng và tạo ra nhiệt năng, đúng không? Và chiếu vào các huyệt đạo, đúng rồi. Và còn thêm một điều nữa là giúp cơ thể cân bằng được nhiệt độ. Dạ. Thêm nữa là nó làm cho chúng ta sảng khoái. Bởi vì làm sao khi một ngày stress, thư giãn với những cái thứ ấm ấm ở trên cơ thể thì nó làm điều tốt nhất, đúng không? Chúng ta sử dụng liên tục thì nó sẽ đào thải được tất cả những cái chất độc ở trong cơ thể ra qua đường bài tiết. Nó là phương pháp tôi nghĩ là hiện đại nhất bây giờ chúng ta đang được gọi là sử dụng, bởi vì đẹp không chưa đủ mà bây giờ đẹp và khỏe là hai yếu tố mà con người luôn luôn hướng tới. Thực ra khi mà để nói về Tahiti thì bản thân Huyền Quỳnh cũng đang rất là mơ hồ. Chỉ nghĩ là một chiếc máy, nhưng mà nếu mà nó thần kỳ như vậy thì nó sẽ hoạt động như thế nào và chúng ta sẽ phải sử dụng nó như thế nào, thì ngay bây giờ hãy cùng đón xem một phóng sự dưới đây quý vị nhé. Nhìn những hình ảnh của người phụ nữ này, ít ai nghĩ rằng cô ấy đã ngoài 30 tuổi. Đinh Thị Tú Trinh sở hữu ngoại hình cân đối, nước da trắng cùng gương mặt thon gọn. Tuy nhiên, để sở hữu ngoại hình như hiện tại, Tú Trinh đã phải nỗ lực và tìm đến nhiều phương pháp làm đẹp khác nhau để cải thiện sắc vóc. Sau khi sinh, Tú Trinh tăng gần 20kg khiến cơ thể không được gọn gàng,
tay chân, đặc biệt là phần bụng và gương mặt bị chảy xệ kém săn chắc. Chính vì vậy, Trinh đã tìm đến phương pháp làm đẹp nâng cơ bằng công nghệ Tahiti để lấy lại sự hoàn hảo cho bản thân. Trước khi tiến hành nâng cơ mặt bằng công nghệ Tahiti, Tú Trinh sẽ được tẩy tế bào chết và massage nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Điều này sẽ giúp loại bỏ những bụi bẩn bám sâu dưới làn da, giúp da trắng sáng và quá trình nâng cơ sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Sau đó, Trinh sẽ được thải độc da bằng đá ion, tác động sâu đến từng huyệt vị, kích thích từng mạch máu dưới da hoạt động hiệu quả, có tác dụng ngăn chặn lão hóa. Tiếp đến là sử dụng máy Tahiti đến từng vùng muốn nâng cơ, tạo sự săn chắc và gọn gàng. Tahiti là một trong những công nghệ làm đẹp tiên tiến nhất hiện nay, áp dụng công nghệ sóng âm giúp giải quyết mọi vấn đề mà chúng ta gặp phải trên cơ thể, không gây đau đớn, không để lại tàn dư và không tốn thời gian nghỉ dưỡng là những lợi ích mà Tahiti mang lại. Cuối cùng, Tú Trinh sẽ được bôi kem Yaya để hoàn tất quá trình nâng cơ mặt với máy Tahiti. Tiếp theo, Tú Trinh sẽ được sử dụng máy Tahiti để làm săn chắc vùng bụng, massage và làm ấm vùng bụng. Điều này sẽ giúp cải thiện tiêu hóa, tăng tốc quá trình chuyển hóa chất béo, đồng thời kích thích các cơ quan vùng bụng hoạt động hiệu quả. Sau đó, Tú Trinh sẽ được sử dụng máy Tahiti tác động sâu trực tiếp lên những vùng mỡ thừa, giúp cơ thể săn chắc và làm mờ những vết rạn, vết nứt trên da. Sau khi thực hiện công nghệ nâng cơ Tahiti, ngoại hình của Tú Trinh đã được thay đổi rõ rệt, gương mặt gọn gàng hơn và vóc dáng đã trở nên săn chắc hơn rất nhiều. Máy Tahiti này, cái công dụng lớn nhất của nó là gì ạ? Ví dụ như là cơ mặt ấy, sệ quá thì mình làm nâng cơ cho họ trước. Khi mà nâng cơ thì mình cũng vẫn phải làm tác động vào những cái huyệt đạo ở hai bên mang tai này, là huyệt đạo nhiều nhất trên cái cơ mặt. Khi làm huyệt đạo như vậy thì nó cũng tác động ra đằng sau cổ. Một ngày mình làm việc rất là nhiều và mình ngồi văn phòng, nhất là những anh chị mà dân văn phòng á, thì lại rất là cần về cái phần cổ. Cổ vai gáy. Cổ vai gáy. Nên là đỡ đau hẳn luôn. Tốt cho những ai, ví dụ như các bác mà bị đau lưng, đau cuộc sống là cũng giảm được cái tình trạng đấy. Vừa làm đẹp mà vừa trị làm liệu. Dạ. Để một liệu trình nâng cơ mà sử dụng máy Tahiti chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu lần ạ? Tùy theo độ tuổi. Ví dụ như chị em mình trẻ thì một tuần một lần khoảng 5 lần. 5 lần sau đó thì sau bao nhiêu lâu chúng ta lại phải làm lại một liệu trình mới ạ? Khoảng 1 tháng. Giống như là bình thường bạn hay đi chăm sóc da, bạn massage mặt, nâng cơ bằng tay thì cái này á, là bằng máy. Chúng ta phải làm 5 lần liền này, sau đó thì cứ 1 tháng nhắc lại một lần. Vậy thì giá thành có bị cao không ạ? Theo như mình khảo sát thì là giá thành không cao. Bởi vì là khi mình làm như vậy là mình có làm được cả cái phần cổ nữa. Còn tất cả những công nghệ khác họ sẽ chia ra thành từng vùng. Trán sẽ riêng, rồi mặt riêng, rồi nọng cằm riêng, mặt cổ riêng. Còn đây á, là mình sẽ làm tổng hợp từ cổ lên đến chân mặt luôn. Mình nhìn già hay không là nhìn cái cổ trước. Đúng mà rồi. Không chăm sóc cổ thì mặt có căng lên, có đẹp hay không thì vẫn cứ lộ cái da cổ. Đúng rồi. Chúng ta không nên tính giống như các máy công nghệ làm đẹp khác là bao nhiêu liệu trình thì gương mặt bạn hoàn hảo, đúng không? Thì thực ra đây nó lại là máy vừa mang đến cho chúng ta sức khỏe cũng như là về sắc đẹp. Nó không phải là một cái hiệu quả hôm trước hôm sau, nó là một cái liệu pháp lâu dài. Và nó tồn tại song song với việc là bạn chăm sóc cơ thể mình ra sao thì nó giống như là mình đi gội đầu thôi, đúng không? Các bạn đi ra tiệm gội đầu thì có thể có những người hàng ngày, có những người thì 2 ngày một lần, có những người 3 ngày một lần. Thì công nghệ này tôi nghĩ là chúng ta nên dành ít nhất 1 tuần một lần. Hoặc là ai mà không có thời gian thì cũng có thể làm 2 tuần một lần. Một tháng 2 lần cũng không sao, bởi vì nó là một cái thời gian để cho bạn tự yêu bản thân mình hơn. Mình chọn một cái giờ nào đó, ví dụ ngày chủ nhật cuối tuần chẳng hạn, mất khoảng 2 tiếng nhỉ, để chăm sóc toàn nếu thân. Nếu mà toàn thân thì khoảng 2 tiếng. 2 tiếng cho toàn thân. Còn mỗi cái mặt không chắc 45 phút. Vâng, và đúng là đây là một cái giải pháp mà tuyệt vời dành cho những chị em mà vừa muốn đẹp mà còn vừa muốn khỏe nữa ạ. Bởi vì là làm đẹp bây giờ chúng ta phải nghĩ là khái niệm mới nữa, là đẹp nó sẽ đến từ từ và nó sẽ đến tồn tại lâu dài. Có những máy làm đẹp ngắn hạn thì chúng ta không biết được là bao nhiêu lâu nó sẽ trả về bình thường và liệu nó còn tệ hơn trước nữa hay không. Và bây giờ giải pháp lâu dài, hôm nay chúng ta sẽ dùng từ làm đẹp bền vững, đó là
làm đẹp, nhưng mà nó phải kéo trong một quá trình dài và sau đó chúng ta chỉ có tình trạng tốt hơn. Đó thì nghĩa là bây giờ công nghệ chúng ta là gì, là vừa làm đẹp vừa mang lại sức khỏe cho chúng ta nữa. Vâng, và xin cảm ơn chị Tú Trinh, cảm ơn biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời buổi hiện đại ngày nay thì có rất nhiều những phương pháp để có thể mang lại một làn da khỏe đẹp hay một làn da săn chắc. Bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn luôn luôn muốn tìm ra cho các bạn những cái phương pháp làm sao chúng ta vừa đẹp, chúng ta còn phải khỏe nữa. Và hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay, các bạn đã có thêm một sự lựa chọn nữa dành cho việc yêu bản thân mình hơn rồi. Và những phút cuối của chương trình thì chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go.